Hello, rồi mến chào tất cả quý vị và các bạn. Đây là chuỗi video chia sẻ kiến thức nông nghiệp miễn phí của nông nghiệp và salon ngày.com. Thì ngày hôm nay lại là một ngày chủ nhật, ngày chủ nhật đầu tháng 8 năm 2021. Thì trước hết thì lời đầu tiên thì tôi cũng xin gửi lời chào cũng như là lời chúc sức khỏe đến toàn thể quý bà con, cô bác, những người khán giả của nông nghiệp và salon ngày. Chúng ta đang ở trong một cái giai đoạn gọi là hết sức khó khăn về cái tình hình dịch bệnh COVID-19, thì nó ảnh hưởng đến rất là nhiều, không chỉ về các ngành kinh doanh dịch vụ mà ngay cả nông nghiệp thì cũng bị ảnh hưởng tương đối là khá nhiều. Và mình hy vọng là tất cả mọi người chúng ta ai cũng tuân thủ theo mọi mọi cái khuyến cáo của Bộ Y tế cũng như là chính sách của nhà nước, của Thủ tướng Chính phủ ban hành. Thì các bạn cứ thực hiện tốt cũng như để bảo vệ sức khỏe của chúng ta cũng như là toàn thể những người thân trong gia đình mình, và mình cũng hy vọng là Việt Nam mình sẽ chiến thắng đại dịch càng sớm càng tốt để mọi người chúng ta ổn định cuộc sống lại. Đấy. Rồi thì nội dung chính của ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn một cái hiện tượng gây hại trên cây cà phê. Thì tại sao mình lại làm cái clip này? Bởi vì là mình thấy là nhiều bà con chúng ta đang còn hiểu sai và rất là nhiều người hiểu chưa đúng về cái hiện tượng gây hại này trên cây cà phê. Thì đây các bạn, đây nhá. Thì những cái mảng bám này á, thường thì bà con chúng ta hay gọi là rệp đen. Thì mình đính chính lại một chút là đối với cái những cái mảng bám này nó không phải là rệp đen nhá, mà nó là nấm bồ hóng. Thì trước khi bắt đầu video này thì mình sẽ cho các bạn ba cái lý do để chúng ta quyết định là có nên xem tiếp hay không. Thì nếu mà các bạn xem xong ba cái lý do này, nghe xong ba cái lý do này mà chúng ta cảm thấy là mình đã biết rồi hoặc là không nhất thiết phải xem nữa thì chúng ta có thể dừng video đây và không nên là làm mất thì giờ của nhau. Đó. Rồi. Thì lý do đầu tiên mà mình muốn chia sẻ với các bạn đó là sau khi các bạn xem xong trong cái video này, mình sẽ chia sẻ một cách chi tiết cụ thể về cái loại bệnh này để chúng ta định nghĩa được một cách chính xác, hiểu đúng được cái tên gọi của nó nhé. Đấy. Và lý do thứ hai là mình sẽ chia sẻ một cách chuyên sâu về cái loại bệnh này, là cơ chế sinh bệnh cũng như là cơ chế sinh trưởng và phát triển của nó. Thì khi mà chúng ta hiểu được hiểu một cái có một cái nhìn chuyên sâu thì chúng ta sẽ có được cái biện pháp phòng trừ một cách triệt để và hiệu quả nhé. Và lý do thứ ba là trong video này thì mình sẽ nêu ra cho các bạn thấy được những cái tác hại của nó, ảnh hưởng như thế nào đến cây trồng của chúng ta, và đây là cây cà phê. Thì khi mà chúng ta đã thấy được cái tác hại của nó thì chắc chắn rồi, bản thân mỗi chúng ta khi mà chúng ta đã thấy được những cái hậu quả nghiêm trọng như thế này thì kia thì chắc là các bạn cũng phải cài đặt trong cái bộ não của các bạn là chúng ta phải làm sao đó ngăn chặn, có những cái biện pháp phòng trừ hiệu quả đối với cái loại bệnh này để giảm thiểu cái tác hại của nó gây ra đối với cây trồng của mình. Đấy. Rồi thì trước hết thì mình sẽ giải thích về cái hiện tượng này cũng như là đính chính lại cho các bạn về cái loại bệnh này luôn để chúng ta hiểu nắm một cách tương đối nhá, chứ không chứ không thật sự chính xác 100% được. Đấy. Thì mình cũng xin đính chính lại này. Thì đây những cái mảng bám đen này chúng ta gọi là nấm bồ hóng chứ không phải là rệp đen nhá. Thì nấm bồ hóng này á thì nó sống là dựa vào cái chất thải của những cái con rệp, mà ở đây là rệp vảy nâu các bạn đấy nhá. Đấy, rệp vảy nâu. Thì mình thấy là nhiều bà con khi mà ra thuốc bảo vệ thực vật thì chúng ta cứ hỏi thuốc trừ rệp đen. Thì bản thân mình thấy là nếu mà cho đến thời điểm hiện tại thì đối với các đối tượng rệp gây hại trên cây cà phê thì mình chưa thấy con nào rệp nó màu đen cả. Và chúng ta lưu ý là cái tên gọi thì nó cũng xuất phát từ cái đặc điểm của cây, à của cái đối tượng gây hại đó. Ví dụ như rệp rệp sáp thì nó có một cái lớp sáp nó màu trắng, hoặc là rệp vảy nâu thì nó màu nâu nâu đây này, hoặc rệp vảy xanh thì nó màu hơi xanh đấy. Thì cái này cũng tương đối thôi đấy.
Rồi, như vậy là chúng ta phải mình cũng đã giới thiệu cho các bạn đây là cái nấm bồ hóng nhé, không phải rệp đen nhé. Rồi, như vậy thì xong cái lý do thứ nhất, và bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu lý do thứ hai này. Thì lý do thứ hai về cơ chế sinh trưởng lây lan của cái bệnh này á, thì con nấm này nó sống và ký sinh trên cái chất thải của con rệp, mà con rệp này thì nó lại được mang mang đến bằng với một cái đối tượng khác, đó là con kiến. Đây các bạn có thấy con kiến này đó, thì đây là một mối quan hệ tay ba là có nghĩa là rệp thì sẽ được mang đến bởi kiến, và nấm bồ hóng này thì nó lại khi mà có rệp, con rệp này thải ra chất thải thì nó có môi trường để cho con nấm bồ hóng này nó sinh trưởng và phát triển. Đấy, thì cơ chế nó là như vậy. Con kiến là nó là vật chủ và là đối tượng mang mầm bệnh đi khắp khắp nơi nhá. Đấy, như vậy thì dựa vào cơ chế này thì chúng ta sẽ có cái biện pháp phòng trừ, đó là chúng ta phải làm sao nó tiêu diệt cái con kiến này. Đó, đấy. Rồi như vậy là giải thích xong cơ chế, các bạn cứ hiểu nôm na vậy thôi. Còn nếu mà anh em nào có bổ sung thì cũng cứ bình luận bổ sung cho mình đó. Rồi lý do thứ ba đó là tác hại của cái đối tượng gây hại này. Thì đối với nấm bồ hóng á thì nó không có tác hại trực tiếp là lên bản thân cây trồng, có nghĩa là nó không chích hút hay là làm một cái gì đó tác động lên tế bào cây. Tuy nhiên thì nó lại sinh trưởng và nó bám trên bề mặt lá cây. Thì các bạn biết tác hại của nó là gì không ạ? Đấy, tác hại của nó chính là làm giảm khả năng quang hợp của cây. Đó, các bạn thấy này, nó bám như thế này thì chắc chắn rồi, cây sẽ quang hợp kém. Mà chúng ta biết là quang hợp nó là cái quy trình cần thiết để cây nó tổng hợp các chất, cũng như là nó đóng vai trò hết sức quan trọng đối với sự sống trên trái đất này. Nếu mà cây không quang hợp, không có khí oxy thì tất cả mọi loại sinh vật này, chắc là ngay cả con người chúng ta cũng đều không có khí oxy để hít thở, và chúng ta sẽ không có sự sống trên trái đất này. Nói tóm lại là như thế đi. Đấy. Rồi, còn về tác hại của con rệp này thì con rệp này nó sẽ chích hút nhựa của cây. Đấy, thì đối với những cây mà bị nó chích hút á thì nó sẽ làm giảm khả năng sinh trưởng và phát triển của cây. Đây, những cái cành này, cành thì đọt nó sẽ ra kém hơn, chồi đọt chồi thì nó bung lên cũng sẽ bị kém hơn. Đây, những cây này điển hình này. Đây, nó chích nhựa. Đấy. Đấy, đấy là tác hại của con rệp. Còn về đối với con kiến thì thực ra thì kiến nó lại không có tác hại trực tiếp, nó là như kiểu là vật chủ mang mầm bệnh đi khắp nơi ấy. Đấy, nó là một cái ông chủ, còn rệp là quân lính làm việc cho nó thôi. Đấy, các bạn hiểu mối quan hệ này, nó mắc cười mà nó cũng hay, rất là cực kỳ hay luôn. Thì theo một số cái tài liệu thì mình thấy là con kiến này á là nó có thể mang trứng con rệp về tổ và cất ở đó, và đến mùa mùa sinh đến mùa năm sau á, đến mùa sinh sản của nó thì nó sẽ mang trứng con rệp này đi đến những cái cây là những cái chồi non như thế này. Đó, bắt đầu cho trứng con rệp nó nở ra, và khi trứng con rệp nó nở ra thì thực ra con kiến này nó sẽ hút một cái chất glucose thì phải, là trên cơ thể con rệp này. Thì đây là mối quan hệ cộng sinh, thì rệp sẽ cho kiến thức ăn và kiến sẽ giúp rệp duy trì được nòi giống này, cái thứ nhất, và cái thứ hai là giúp rệp làm sạch cơ thể. Đó, có nghĩa là con kiến này nó nuôi con rệp, mà con rệp này nó lại gây hại trực tiếp trên cây trồng, và chất thải của con rệp này nó lại là một 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 loại thức ăn cho con một một loại nấm. À, và loại nấm này thì nó lại có hại đối với cây trồng. Thì trong cái mối quan hệ lòng ngoằng tay ba này ấy, thì có hai đối tượng,
Một là nấm bồ hóng, hai là con rệp gây hại, có hại đối với cây trồng thôi nha. Còn con kiến thì nó là vật chủ mang mầm bệnh đi khắp nơi đấy. Thì như vậy từ cái cơ chế này thì chúng ta có thể có được cái biện pháp phòng trừ, đó là khi các bạn chỉ cần hạn chế cái mật độ kiến trong cái vườn mình là được nhá. Tất nhiên thì trước khi mà có cái lời tư vấn cho các bạn diệt kiến thì mình cũng xin nói thêm về cái vấn đề này như thế này. Thì trong mối quan hệ, trong hệ sinh thái tự nhiên á, thì tất cả mọi loại sinh vật nó đều có mối quan hệ, nó là mắt xích của chuỗi thức ăn của các loài khác đấy. Thì mình cũng không hy vọng là các bạn là sẽ diệt sạch kiến 100% nhé, đuổi cùng giết tận nó thì không không nên. Bởi vì theo một số tài liệu ấy, thì kiến nó cũng là những cái loài thiên địch đối với con sâu đấy, thì nó sẽ ăn sâu này chẳng hạn đó. Thì chúng ta chỉ nên gọi một cái cách gọi đó là kiểm soát kiến đó. Còn đối với con rệp này á thì các bạn có thể dùng các loại thuốc sâu, chuyên gia đặc trị rệp thì hiện nay thì trên thị trường thì nó có rất nhiều rồi đấy. Và nhớ kèm theo một ít thuốc kiến thì như vậy thì sẽ vẹn cả đôi đường thôi. Đấy. Rồi thì còn đối với cái nấm bồ hóng này, chỉ cần các bạn diệt được con rệp, không còn thức ăn cho nó thì tự nó cũng bong tróc thôi. Và mình thấy là nhiều bà con cũng dùng cái nước rửa chén bơm lên này thì nó thay đổi môi trường sống của nó thì nó chết thôi. Nó cũng tương đối đơn giản thôi. Đấy. Rồi như vậy là mình vừa giới thiệu xong cho các bạn một cái loại bệnh gây hại cũng như là giúp các bạn hiểu được cái mối quan hệ lòng ngoằng một chút. Thì mình giới thiệu đây cũng hơi lòng ngoằng một chút. Thì mong rằng các bạn sẽ cố gắng xem chậm, xem kỹ và có chỗ nào không hiểu thì có thể xem lại và thông cảm cho mình về cái sự lòng ngoằng này. Rồi, như vậy thì cũng mình cũng xin dừng video ở đây thôi. Cảm ơn các bạn đã xem nhé. Đừng quên nhấn nút like và subscribe kênh YouTube của Nông nghiệp 365 ngày để đón xem nhiều clip hơn và để chúng ta cùng nhau học hỏi, cùng nhau chia sẻ về cách làm nông nghiệp, làm sao đó để không ai bị bỏ lại phía sau. Này đấy là câu châm ngôn của mình. Đấy. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo. Bye bye.